Hezbollah tuyên bố dùng khí tài mới để tấn công Israel. Lãnh đạo Hezbollah của Liban cho biết lực lượng này vừa đưa vào sử dụng một số loại khí tài mới, bao gồm tên lửa có đầu đạn hạng nặng trong cuộc giao tranh dọc biên giới với Israel. Ông Seyed Hassan Nasrallah chỉ trích Mỹ về cuộc xung đột Israel-Hamas, cho rằng Washington là bên duy nhất có thể ngăn cái Israel tấn công dải Gaza nhưng không làm điều đó. Ông tuyên bố các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria sẽ tiếp tục cho tới khi cuộc xung đột ở dải Gaza kết thúc. Mỹ cho biết đã có hơn 40 tên lửa và máy bay không người lái cảm tử tấn công căn cứ của họ tại khu vực. Ông Nasrallah đưa ra phát biểu này khi tình hình dọc biên giới phía nam Liban tiếp tục leo thang. Ngày 10 tháng 11, Hezbollah tấn công miền Bắc Israel bằng 3 máy bay không người lái cảm tử sau khi cuộc tấn công của Israel vào miền trung Syria khiến 7 chiến binh Hezbollah không qua khỏi. Ông Nasrallah không nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào thị trấn Eilat ven biển đỏ của Israel ngày 9 tháng 11, nhưng gọi đây là một thành tích tuyệt vời. Các quan chức Hezbollah cho biết, bằng cách tấn công các đồn bốt của Israel dọc biên giới, lực lượng này khiến 3 sư đoàn quân đội Israel bận rộn khi nước này đang tiến vào dải Gaza. Ông Nasrallah cho biết, giao tranh dọc biên giới phía nam Liban gần đây đã có những thay đổi, bao gồm loại khí tài được sử dụng và quy mô tấn công với Israel. Nhà lãnh đạo này cho biết, Hezbollah đã đưa máy bay không người lái giám sát và trinh sát không người lái vào miền bắc Israel. Một số chiếc đã bị bắn hạ, nhưng một số quay lại căn cứ với thông tin thu thập được. Người đứng đầu Hezbollah cũng khẳng định, lực lượng này bắn một tên lửa Buqan vào đồn quân sự của Israel dọc biên giới trong ngày 11 tháng 11. Đây là loại tên lửa có thể mang đầu đạn, trọng lượng từ 300kg tới 500kg. Quân đội Israel cho biết máy bay của họ đã tấn công một loạt mục tiêu của Hezbollah để đáp trả các cuộc tấn công từ Liban. Mục tiêu bao gồm cơ sở hạ tầng, đồn quân sự, kho khí tài và cơ sở hạ tầng tình báo. Bình luận về hội nghị thượng đỉnh Hồi giáo và Ả Rập do Ả Rập Xê Út tổ chức để tìm ra chiến lược riêng của họ cho dải Gaza, ông Nasrallah nói rằng các nhà lãnh đạo của 57 quốc gia nên đoàn kết và hét vào mặt người Mỹ để yêu cầu họ chấm dứt các hành động tấn công ở dải Gaza.